lại với kênh Thúy Trần Bất Động Sản Bình Dương ạ. Và ngay lúc này đây thì Thúy Trần đang có mặt ngay tại khu vực huyện Lộc Ninh, tỉnh Bình Dương. Và cụ thể hơn nữa thì Thúy Trần đang có mặt ngay tại nút giao thông từ tuyến đường DT754B giao nhau với quốc lộ 13. Và ngay đằng sau lưng của Thúy Trần đó chính là tuyến đường DT754, sẽ là tuyến đường chính đi thẳng vào khu du lịch Tà Thiết. Vâng, thưa quý anh chị và các bạn thân mến, với sự phát triển nhộn nhịp của tình hình bất động sản trong thời gian cuối năm 2021 và 2022 vừa qua thì thị trường Lộc Ninh là một trong những cái tên đang được các giới nhà đầu tư của chúng ta săn đón rất là nhiều. Và tuyến đường DT754B chính là một trong những tuyến đường sẽ được quy hoạch và mở rộng lên tới có nội giới là 60m. Và trên tuyến đường này của chúng ta sẽ hình thành dự án bất động sản. Và trong thời gian tới thì công ty Thúy cũng sẽ triển khai phân khúc sổ sẵn đất nền tại khu vực này. Thì bây giờ đây xin mời quý anh chị các bạn chúng ta khảo sát thực tế về khu vực bất động sản nơi đây. Vâng, thưa quý anh chị và các bạn thân mến, thì ngay lúc này đây Thúy Trần đang di chuyển trên tuyến đường DT754B, là một trong những tuyến đường liên tỉnh sẽ đấu nối trực tiếp từ khu vực ngã ba Đồng Tâm đi tới điểm cuối là sông Sài Gòn ranh tỉnh Tây Ninh. Vâng, đường tuyến đường DT754 này của chúng ta có tổng chiều dài là 12,25 km và còn được gọi là tuyến đường Đồng Tâm Tà Thiết và sẽ được quy hoạch mở rộng có lộ giới lên tới 60m quý anh chị nhé. Như quý anh chị và các bạn chúng ta có thể quan sát toàn bộ quỹ đất để mà mở rộng đường đều được quy hoạch xây dựng nhà dân lùi hết vào bên trong rồi, để sau này khi mà làm đường thì sẽ không có bị mắc phải cái vấn đề về đền bù và giải phóng mặt bằng nữa ạ. Vâng, và tuyến đường này của chúng ta cũng là một trong những tuyến đường chính sẽ kết nối trực tiếp từ tuyến quốc lộ 14C thông ra tuyến đường quốc lộ 13. Vâng, tuyến quốc lộ 14C là một trong những tuyến đường giao thông trọng điểm sẽ nối từ các khu vực ở Tây Nguyên xuống các tỉnh ở khu vực Bình Phước, Tây Ninh và đi Long An và ra tới các tỉnh ở khu vực Đông Nam Bộ cũng như là thành phố Hồ Chí Minh. Và khi tuyến đường quốc lộ 14C của chúng ta hình thành xong thì sẽ giúp vấn đề về vận chuyển hàng hóa, lưu thông hàng hóa từ các cụm khu công nghiệp như khu công nghiệp cửa khẩu Hoa Lư, khu công nghiệp Nedana, khu công nghiệp Lộc Thành, Lộc Thịnh và các cụm khu công nghiệp lân cận sẽ dễ dàng hơn bao giờ hết. Và giờ đây thì Thúy Trần vẫn đang tiếp tục di chuyển trên tuyến đường DT754B này ạ. Và khi mà tới tuyến đường này thì chúng ta sẽ bắt gặp lượng xe lưu lượng đi lại cũng rất là đông. Dân cư ở hai bên đường cũng khá là nhộn nhịp rồi. Cùng với đó thì các đơn vị hành chính như Ủy ban Nhân dân của xã Lộc Thịnh này, rồi trung tâm y tế cũng như là trường tiểu học cấp 1, cấp 2 tại khu vực này cũng sẽ nằm trên mặt tiền đường của tuyến đường DT754 này ạ. Vâng, và đi thẳng tuyến đường này thì chúng ta sẽ đi vào khu du lịch Tà Thiết quý anh chị nhé. Một trong những địa điểm du lịch về du lịch lịch sử cũng đang được tỉnh Bình Phước cũng như là huyện Lộc Ninh của chúng ta đầu tư cũng khá là mạnh mẽ. Vâng, bên cạnh với tuyến đường DT754 này thì cũng có các công ty xí nghiệp tư nhân đã về đây và hình thành rồi. Và điểm cuối của khu vực của tuyến đường DT754B này chính là tuyến về cầu Sài Gòn thuộc về ráp danh với tỉnh Tây Ninh. Vâng, sẽ kết nối trực tiếp từ khu vực tỉnh Bình Phước sang tới khu vực Tây Ninh. Vâng, đây là một trong những tuyến đường liên tỉnh, thưa quý anh chị. Và giờ thì Thúy Trần cũng quay trở lại đôi nét về khu vực Lộc Ninh đối với những dự án bất động sản mà đang hình thành trên khu vực tuyến đường DT754B cũng như là trên tuyến quốc lộ 14C của anh chị nhé. Vâng, nói về Lộc Ninh thì có lợi thế rất là lớn như là quỹ đất rộng, khí hậu ôn hòa, ít xảy ra thiên tai, nền đất thì cao ráo và bằng phẳng phù hợp cho sự phát triển về công nghiệp đô thị. Và hiện nay thì Lộc Ninh có nhiều tiềm năng lợi thế để phát triển công nghiệp như đất rộng, giao thông thuận tiện, cửa ngõ kết nối với Bình Phước, Campuchia, Lào. Những tiềm năng lợi thế này đã được thực hiện hóa bằng hai dự án lớn, đó là khu kinh tế cửa khẩu Hoa Lư, khu kinh tế Hoa Lư và cánh đồng điện mặt trời. Vâng, dự án cánh đồng điện mặt trời này cũng sẽ được quy hoạch ngay tại khu vực ngã tư Đồng Tâm quý anh chị nhé, ngay tại ngã tư Tà Thiết, nằm ngay phía bên tay trái của chúng ta sẽ là toàn bộ quỹ đất để xây dựng dự án quy hoạch năng lượng mặt trời lớn nhất tại khu vực tỉnh Bình Phước nói riêng và khu vực miền Nam nói chung, thưa quý anh chị. Vâng, và hiện nay thì các dự án đang được triển khai nhanh chóng, thu hút được rất là nhiều các doanh nghiệp về đây đầu tư. Đây là những dự án công nghiệp quy mô lớn tạo được cái nguồn lực cho ngân sách của tỉnh, tạo việc làm cho nhiều lao động địa phương. Đây là những cái điểm đáng chú ý về sự phát triển do được chủ trọng đầu tư của huyện Lộc Ninh. Và như vậy thì từ đó nó sẽ kích cầu cho cái khu vực này, làm cho thị trường bất động sản nơi đây trở nên sôi động và tăng liên tục. Vâng, đối với lại một số vị trí bất động sản ở khu vực ở miền Bắc hoặc là miền Trung vừa rồi thì giá đất tăng cũng khá là đột biến đúng không ạ?
nhưng nó tăng nhưng mà nó sẽ không gắn với các định hướng quy hoạch và phát triển như khu vực trong khu vực Đông Nam Bộ của chúng ta. Bởi vì khi mà khu vực của chúng ta để mà nó tăng giá được một bất động sản nào đó thì nó sẽ phụ thuộc vào các yếu tố về như nó quy hoạch về giao thông, quy hoạch về khu công nghiệp hay là quy hoạch về mở rộng các đơn vị hành chính. Thì ngay tại khu vực Lộc Ninh của chúng ta thì sẽ có được hai ưu điểm. Thứ nhất là muốn phát triển được về công nghiệp theo đúng định hướng của tỉnh cũng như là của huyện, thì hiện nay toàn bộ khu vực của huyện Lộc Ninh đều đang tiến hành mở rộng các tuyến đường giao thông trọng điểm như tuyến quốc lộ 13 này, ngay tại khu vực cửa khẩu Hoa Lư đã mở rộng tới là 10 làn xe thưa quý anh chị. Ở cùng với đó là tuyến đường DT754B mà Thúy đang ghi hình đây thì cũng đã định hướng quy hoạch và sẽ mở rộng lên tới lộ giới là 60m và đều đã chứa đất hết rồi quý anh chị nhé. Chỉ tiến hành vào để mà giải phóng mặt bằng cũng như là làm đường nữa thôi ạ. Rồi cùng với đó thì tuyến quốc lộ 14C. Vâng, tuyến quốc lộ 14C hiện nay đã được bắt đầu triển khai thực hiện từ đầu năm 2020, đoạn từ khu vực Tây Nguyên rồi quý anh chị, còn đoạn qua khu vực Bình Phước, đặc biệt là qua khu vực huyện Lộc Ninh hiện nay thì cũng đã bắt đầu là san ủi mặt bằng này, làm hệ thống ống cống nước và sẽ tiến hành làm đường và dự kiến trong vòng khoảng độ tầm cuối năm 2023 sẽ đi vào thông xe. Vâng, và giờ đây thì Thúy Trần đang có mặt ngay tại khu vực ngã tư Đồng Tâm đấy ạ. Vâng, nhìn từ trên cao xuống thì chúng ta thấy được rằng quỹ đất tại khu vực huyện Lộc Ninh còn rất là nhiều đúng không ạ? Nhưng thưa quý anh chị, toàn bộ quỹ đất này của chúng ta đều đã được quy hoạch làm khu công nghiệp cũng như là các dự án về quy hoạch năng lượng mặt trời quý anh chị nhé. Và hiện nay thì bên công ty Thúy Trần cũng đang triển khai phân khúc đất nền sổ sẵn có thổ cư nằm tọa lạc tại khu vực tuyến quốc lộ 14C giao nhau với tuyến đường DT754B với mức giá dao động từ 650 triệu đến 670 triệu một nền. Quý anh chị và các bạn quan tâm đầu tư thì có thể là liên hệ trực tiếp cho Thúy Trần theo số hotline 0974594548. Thúy Trần sẽ gửi sổ cũng như là cung cấp thông tin cụ thể để quý anh chị và các bạn chúng ta cân đối đầu tư ạ.